Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học kinh thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài của ngày 30 tháng 10 năm 2024 với đề tài đó là Đức Giê-hô-va chẳng đói xem. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, nơi Chúa trời kinh yêu chúng con. Tặng Chúa vì Chúa luôn ở cùng chúng con. Chúa giờ đây chúng con học bài của ngày hôm nay. Xin Chúa hướng dẫn chúng con khi chúng con bước vào thế giới học. Cho chúng con có Chí nhớ, trí khôn ngoan để hiểu được lời Chúa ban cho và nhớ để làm theo. Chúng con tạm Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, yeah. và phần kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay trong ca thương đoạn 4 câu 1 đến câu 16. Thang ôi, vàng mờ tối, vàng rồng biến đổi giường nào, đá nơi thánh đổ ra nơi mọi góc đường phố. Các con trai của Siêu quý báo khác nào vàng rồng, nay coi như bình đất xét là việc của tay thợ ốm làm. Chính các chó rừng còn đưa vú ra cho con nó đặng cho bú, xong con gái dân ta trở nên hung dữ như chim đà ở nơi đồng vắng. Con mới đẻ khao khát lắm, lưỡi nó dính với cuốn họng trẻ nhỏ đòi bánh chẳng ai bẻ cho. Những người quan nếm mùi cao lương đơn chiếc ở trong các đường phố. Những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ à, nay ôm lấy đóng thân trò. Tội lỗi con gái dân ta lớn hơn tội lỗi Sodom là thành bị đổ như trong giây, à, như trong giây phút. Chẳng ai dơ tay ra trên nó. Các người sang trọng của nó tinh hơn tuyết, trắng hơn sữa, nước da đỏ hồng hơn san hô, mình mẩy sáng ngời như bích ngọc nay mặt đen hơn than chẳng ai nhận biết trong đường phố còn xương bọc da khô rang như khúc gỗ những người bị gươm giết may hơn kẻ bị chết đói vì thiếu sản vật ngoài đồng người lần lần hao mòn như bị đâm chính tay người đàn bà vẫn có lòng thương xót nấu chính con cái mình dùng làm đồ ăn cho mình uh, giữa khi con gái dân ta bị phá hại Đức giê va đã làm trọn sự giận của Ngài, đổ cơn thịnh nộ Ngài ra. Ngài đã đốt lửa tại Siôn, thiêu nuốt nền nó. Các vua trên đất, cả dân cư thế gian vốn chẳng ngờ kẻ thù nghịch sẽ tràn vào các cửa thành Jerusalem. Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó và sự gian ác của các thầy tế lễ nó. Họ đã đổ uh, giữa nó huyết của người công bình họ đi quanh dọc đường như kẻ mù bị máu làm ô quế đến nỗi không ai có thể rờ đến áo sống họ người ta kêu bảo chúng rằng hãy xê ra chẳng sạch hãy xê ra xê ra đừng rờ đến khi họ trốn tránh đi lưu lạc dân ngoại kêu rằng chúng nó sẽ không trú ngụ ở đây nữa cơn giận đức siêu va đã làm tan lạc chúng ngài chẳng đối xem nữa chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ cũng chẳng kính người già cả dạ yeah, Đó là phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc Bây giờ chúng ta sẽ xem uh, Bài học trên uh, trang web Của Tổng Liên Hội Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam Câu ghi nhớ là câu 16 Cơn giận Đức Diêu Va Đã làm tan lạc chúng Ngài chẳng đối xem nữa Chúng nói chẳng nể mặt Thầy Tế Lễ cũng chẳng kính người già cả uh, Đọc theo uh, bản dịch khác Chính Đức Diêu Va Đã phân tán chúng Ngài không đối xem chúng nữa thầy tế lễ không dám ngẩng mặt lên người già cả không được kính mến câu hỏi suy gẫm tiên tri jeremy mô tả số phận tuyển dân hiện tại đương tương phản với ngày trước như thế nào nguyên nhân từ đâu dân chúa phải chịu khốn khổ như vậy bài học từ lịch sử này nhắc nhở chúng ta điều gì những cặp hình ảnh tương phản lần lượt được tiên tri jeremy đưa ra để cho thấy rằng số phận của tuyển dân ngay thời điểm hiện tại thật khốn khổ Khác xa hoàn toàn với giai đoạn trước đó Vàng từng được dùng để ví sánh dân của Chúa Vì sự cao quý và giá trị Nay vàng mờ tối, vàng rồng biến đổi Đá quý xưa được gọi là đá thánh Nay đổ ra đường phố như vật chẳng giá trị Và không còn ai mong muốn sở hữu như câu 1 và câu 2 Ngày xưa xinh đẹp, cao quý, thanh khiết Nay mặt đen hơn than Chẳng ai nhận biết trong đường phố còn xương bọc da khô rang như khúc gỗ. Câu 8 Tình cảnh khủng khổ này không chỉ xảy đến cho những người dân bình thường mà còn cho cả những thành phần thuộc về tầng lớp quý tộc là những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đó cũng chung một số phận. Thật sự đau xót đáng lòng cho con dân của Chúa khi trong hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại khiến những người làm mẹ trước đây luôn nhận được nhiều lời ca ngợi về tình thương yêu, sự hy sinh cho các con nay bị so sánh không bằng với các loài chó rừng bởi vì họ chẳng hề quan tâm chăm sóc cho các con mình không những thế còn đang tâm nấu chín con cái mình dùng làm đồ ăn câu 3, và câu 4 như câu 10 tình trạng đối kém là một nặng đề một nỗi ám ảnh quá lớn đối với dân Chúa đến nỗi có sự so sánh rằng những người bị gươm giết à, may hơn cả bị chết đói câu chính sở dĩ dân chúa phải sống trong cảnh khốn cùng này là vì tội lỗi họ đã phạm cùng đức chúa trời không những thế các tiên tri và thầy tế lễ cũng phạm tội ác làm đổ máu người công chính ngay giữa thành không dám ngước mắt lên khi bước vào đền thờ để thờ phượng đức chúa trời chính vì thế đức chúa ba đã nổi giận cùng họ chẳng còn đối xem để cứu giúp câu 13, câu 16 thật phước hạnh cho đời sống đất nước nào được Đức Chúa Ba đối xem và ban phước nhưng cũng thật khốn khổ kinh khiếp cho những ai bị ngày khước từ vì cớ tội lỗi mình vi phạm mà tránh chịu ăn năn bài đau buồn từ lịch sử của tuyển dân Israel nhắc nhở chính mỗi chúng ta ngày nay cần phải cẩn trọng tra xét đời sống mình hầu không tiếp tục đắm chìm ở trong tội lỗi để rồi phải nhận lãnh hình phạt kinh khiếp từ đấng thánh khiết công mình. Câu hỏi gửi cho chúng ta đó là bạn có đang kinh nghiệm đời sống vất hạnh khi được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ uh, Chúa là đấng uh, ban phước lành. Chúng ta nhớ uh, sự chúc phước lành cũng như là chúc rủa xả mà khi trước khi bước vào đất hứa dân sự của Chúa uh, đứng ở trên hai ngọn núi để mà nói về cái điều này. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay cũng vậy chứ hứa ban chúng ta những phước hạnh và có những hậu quả của tội lỗi những điều rủa xả đến với chúng ta chúa cũng đã nói trước chúng ta chọn lựa thôi nha rồi ngày hôm nay nói đến cái điều này thì chúng ta thấy rằng là nếu xét về nhân loại đó về về thế gian này đó thì tội lỗi ngày hôm nay cũng gia tăng kinh khủng khiếp đâu đó chúng ta nếu mà cô chú anh em mà không biết chứ ở đâu đó chúng ta đọc những cái sách, những cái bài báo chúng ta sẽ thấy. À, ngày nay người ta vẫn dân hiến con mình cho những tà thần. Người ta vẫn sẵn sàng giết con của mình. Và đâu đó chúng ta thấy tội lỗi đầy hết. Nào là cháu giết bà, con giết cha mẹ, cha mẹ giết con đầy giấy. Rồi chúng ta thấy ngày hôm nay nếu nói về phương diện thuộc linh đó, nhiều khi chúng ta giết con mình mà không biết nhiều người ngăn trở con đi nhà thờ nhiều người ngăn trở con không cho đến với chúa nhiều người ép con của mình đi học đi làm theo ý của mình mà bỏ nhà của chúa đó cũng là những hành động của người giết chết con mình về phương diện thuộc linh đó rồi chúng ta thấy hậu quả tội lỗi ngày hôm nay cũng đến với tất cả chúng ta những con cái của Chúa nếu như chúng ta không vâng lời của Chúa chúng ta có thấy mình xa sút không các anh nhiều khi mình nói rồi ao à, ước à, thấy được hay là ước chính mình nhận được sự chữa lành siêu nhiên chính mình nhận được à, à, phép lạ rồi mình ao ước nhưng mà mình thấy tại sao ngày hôm nay dường như tìm kiếm không có dường như như thế nào đó thì chính chúng ta nhớ được Chúa đã bảo với chúng ta gì tội lỗi đã ngăn cách chúng ta với Chúa không phải tay của Chúa ngắn không phải tay của Chúa nặng không nghe nhưng mà tội lỗi ngăn cách chúng ta với Chúa như vậy thì đây là một cái cách để chúng ta xét lại của chúng ta xét lại xem mình ngày hôm nay so với mình của ngày hôm qua hôm kia và những ngày trước mình thấy mình xa suốt hay mình được tăng trưởng nếu mình tăng trưởng gia đình hạnh phúc gia đình phước hạnh Chúa ban cho Cảm ơn Chúa xin gìn xin Chúa gìn giữ và chúng ta nhớ ý thức để tiếp tục bước đi ở trong sự tin kính Chúa. Còn nếu như bây giờ gia đình lộn lạo gặp khó khăn trăm bề đủ thứ hết xa suốt về phương diện thuộc linh bây giờ không còn mạnh mẽ không đi thờ phượng Chúa rồi có đời sống xa sút cẩn trọng cẩn trọng khi Chúa cho chúng ta thấy điều đó để chúng ta ăn năn chạy đến với Chúa từ bỏ cái con đường sai thật quay trở lại phía trước còn có những nhóm người ở giữa ở giữa là hâm hầm này yếu mày mạnh này ốm đau mày khỏe mạnh này làm công việc của chúa hăng hái lắm nhưng mà ai nói một cái đụng một cái bỏ rồi chúng ta thấy rằng bầu cử ồ năm nay tự nhiên người ta không bầu mình số phiếu mình ít hơn người kia buồn bỏ cay đắng có phải không à, như vậy thì chúng ta cũng là những người đang lầm lạc đang giảm sút về phương diện thuộc linh mà chúng ta không biết đó bởi vì chúng ta cứ ở giữa chúng ta không thấy mình uh, tuột dốc chúng ta cũng không thấy uh, mình đang ở cái nguy cơ xa sút. À, cho nên mình không có biết ăn năn không xin chúa tha thứ nha yeah. đó là những điều chúng ta cần phải nhìn thấy như vậy thì sáng hôm nay cho thì chúng ta chỉ cần xét lại cái đời sống của chúng ta đang được phước hạnh chưa ban hay là đang giảm sút phước hạnh hay là đang bị mất phước mà còn bị gặp nhiều cái điều rủi ro nữa thì mỗi chúng ta hãy có cái quyết định ăn năn đến với Chúa cầu nguyện đi của chúng em Nha. Yeah. Đây là lời ý cầu nguyện của bài học kính lạy Đức Chúa Trời đáng kính sợ Con thật sự uh, cảm nhận sự kinh khủng nếu đời sống con chẳng được Chúa đối xem vì thế xin giúp con kịp thời ăn năn không miệt mài trong tội để được ngài tha thứ phục hồi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen dạ yeah. xin mọi người chúng ta hãy đến với Chúa một sự cầu nguyện để Chúa giáo của chúng con cảm ơn Chúa bảo ngày hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con một lần nữa để chúng con xét lại chúng con có làm điều gì buồn lòng Chúa để rồi tội lỗi đó đã ngăn cách chúng con với Chúa hay không? Chúng con có vâng phục Chúa hay không? Chúng con có được phước hạnh Chúa ban hay chúng con đang ở trong sự rủa xả bị tội lỗi? Xin Chúa chỉ cho chúng con để chúng con thấy điều đó và chúng con cũng là người thương con cái của mình, con cháu của mình, đi dẫn dắt con cháu của mình đi trong đường lối của Chúa. Chúng con tạ Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lại bài học sáng nay. Chúa cùng ban phước cho thầy chúng ta. Amen.